Chơi game gặp quảng cáo gây khó chịu. Muốn mở khóa toàn bộ nhân vật hay tài nguyên trò chơi nhưng giá quá đắt. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới mọi người cách hack game bằng Imaging trên PC cho iOS. Chú ý, cách hack này bắt buộc phải có PC hoặc laptop. Đầu tiên, truy cập vào website CSGATK như video, chọn game hỗ trợ cài qua Imaging trong mục Game và Apps Free. Ví dụ Brain Test, ấn vào biểu tượng Download để tới khu vực Download. Nếu chưa có Imaging, thì có thể tải phần mềm Imaging bản 2, 12 tháng 7 do chúng tôi đề cử, hoặc tải trên trang chủ Imaging bản mới nhất. Tải và cài đặt phần mềm Imaging xong, chọn Download phía dưới để đi tới phần tải file Imaging, và tải file Imaging về PC của bạn. Mở Imaging lên và kết nối thiết bị iPhone trên iPad của bạn với PC, chọn mục Manager Apps, tìm tới game hoặc app cần hack, click chuột phải chọn Restore App Data. Tiếp theo thêm file Imaging đã tải ban nãy vào. Tới đây, trước khi bắt đầu cài hack thì bạn cần tắt file Miphone trên thiết bị của bạn, nếu không sẽ không thể cài hack được. Sau khi tắt file Miphone trên thiết bị, quay lại PC và chọn đơn. Tiếp theo chọn Continue và chờ cài đặt hoàn tất. Sau khi cài đặt đã xong, iPhone hoặc iPad sẽ khởi động lại, chờ 2 đến 3 phút, sau đó mở máy ra bắt đầu cài đặt như trong video. Lưu ý, nếu làm sai có thể bị xóa hết dữ liệu, vui lòng xem kỹ video. Cài đặt xong, bây giờ vào kiểm tra game đã kích hoạt chưa? Brain Test đã mở khóa full x99999999999 và xóa quảng cáo. Chúc các bạn thành công!